Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về tiểu sử và con đường sự nghiệp của ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Có một thời tuổi trẻ nông nổi, Hồ Quang Hiếu đã lấy đó làm động lực, kinh nghiệm để luôn hoàn thiện mình hơn. Qua bao nhiêu năm hoạt động nghệ thuật, không làm khán giả thất vọng, ca sĩ Con Bướm Xuân luôn có những ý tưởng đột phá, khẳng định tài năng thực thụ của một ca sĩ hạng A. Tiểu sử Hồ Quang Hiếu. Tên thật: Hồ Quang Hiếu. Ngày sinh: 20 tháng 9 năm 1986. Quê quán: Đắk Lắk. Những bài hát hay: Con Bướm Xuân, Đổi Thay, Nơi Ấy Con Tìm Về, Giá Mình Là Người Lạ, Không Cảm Xúc, Bí Mật Trái Tim. Hồ Quang Hiếu sinh ra trong gia đình có 8 anh chị em. Do cha mẹ ly hôn sớm, lại là con út được gia đình chiều chuộng, nên Hồ Quang Hiếu bắt đầu sa ngã vào những tệ nạn sai trái, thường xuyên trốn học đi chơi và dần trở thành một tên trộm nhí, rồi sau đó là ông trùm điều phối gái bia ôm. Anh tâm sự: lúc ấy tôi chưa thể phân biệt trắng đen cuộc đời nên cứ thế chìm trong u mê. Có thời điểm tôi cứ tưởng mình đã mất hết tất cả, song chính nhờ tình yêu thương từ các anh chị và cha mẹ mà tôi mới kịp thời thức tỉnh. Nắm được thế mạnh của bản thân, Hồ Quang Hiếu đã dồn hết đam mê vào lĩnh vực nghệ thuật và quyết tâm trở thành một ca sĩ có tên tuổi, nhằm hiện thực hóa ước mơ được làm lại cuộc đời. Sau đó, anh thi đỗ vào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội như một cơ duyên định sẵn, rồi từng bước sống có trách nhiệm hơn, trở thành một trong những ca sĩ hạng A của showbiz Việt nhờ tài năng cùng gương mặt khá điển trai vốn có. Ngoài ra, nam ca sĩ luôn muốn gửi gắm tới các bạn trẻ thông điệp đầy ý nghĩa như sau: hãy mạnh dạn làm lại cuộc đời nếu không may mắc phải sai lầm, vì khi mắc phải sai lầm thì chúng ta mới có thể mạnh mẽ trước giông bão cuộc đời. Sự nghiệp của Hồ Quang Hiếu. Hồ Quang Hiếu có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, đồng thời luôn ao ước được bước lên sân khấu để thỏa lòng đam mê của mình. Tuy nhiên, vì mắc phải những sai lầm của tuổi trẻ mà mãi sau này anh mới có thể thực hiện được ước mơ ấy. Nam ca sĩ từng chia sẻ: bản thân của tôi có thành lập một nhóm hát, nhưng thiếu người nên tôi đã tham gia cùng. Sau đó, run rủi thế nào mà tôi lại thi đỗ vào khoa thanh nhạc của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội và bắt đầu rèn luyện kỹ năng ca hát cũng như tập luyện bản lĩnh sân khấu ở môi trường chuyên nghiệp này. Năm 2010, Hồ Quang Hiếu xuất sắc nhận giải quán quân trong cuộc thi âm nhạc Hãy Tỏa Sáng. Sau khi đăng quang ngôi vị quán quân của cuộc thi, ca sĩ Hồ Quang Hiếu được người yêu nhạc biết tới nhiều hơn khi anh được hàng loạt nhà sản xuất uy tín cũng như bầu show mời về trình diễn. Cũng từ đó, hình ảnh của anh đã phủ sóng dày đặc trên mặt báo. Những bản hit do anh trình diễn nhanh chóng được công chúng đón nhận, tiêu biểu là Còn Lại Gì Sau Cơn Mưa, Đừng Buông Tay Anh, Nơi Ấy Con Tìm Về, Mẹ. Bên cạnh phong cách âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng vốn có, nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu còn rất biết cách làm mới mình khi quyết định tung ra Con Bướm Xuân, ca khúc mang giai điệu sôi động và từng là bản hit đình đám một thời. Được biết, ngay khi vừa ra mắt thì ca khúc trên đã thu về lượt nghe online rất lớn, đồng thời càn quét khắp các sân khấu lớn nhỏ trong và ngoài nước. Đây cũng chính là bài nhạc đã làm nên tên tuổi cho nam ca sĩ trẻ trong năm 2014, là bước đệm để các sản phẩm âm nhạc khác của anh đến gần hơn với công chúng, bao gồm Em Là Của Anh, Tim Anh Thắt Lại, Tìm Em. Không chỉ dừng lại là một ca sĩ, Hồ Quang Hiếu còn tham gia vào nhiều MV đình đám với vai trò là một diễn viên. Trong số những MV thành công nhất có anh tham gia thì nhất định phải nhắc đến cái tên Thiếu Niên Ra Giang Hồ, một MV gồm 3 phần được đầu tư chỉnh chu cả về mặt nội dung lẫn hình ảnh, nhằm mang đến cho khán giả những thông điệp sâu sắc về tình mẹ cao cả. MV trên còn đứng đầu top, thịnh hành trên trang chia sẻ vi, YouTube và đem về cho Hồ Quang Hiếu nút vàng danh giá chỉ sau đúng 7 ngày công chiếu. Bên cạnh đó, các ca khúc được sử dụng trong MV như Thiếu Niên Ra Giang Hồ, Hổ Phụ Hổ Tử, Chúng Ta Là Anh Em cũng được đông đảo người hâm mộ quan tâm. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.